sân Mỹ Đình trở lại với guồng quay bóng đá để chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế sắp tới. Trong thời gian qua, mặt cỏ tiếp tục được chăm sóc đều đặn, cắt cỏ và chăm bón thường xuyên. Hiện tại, sắc xanh khá nổi bật trên mặt sân vận động quốc gia. Trong tháng 11 này, sẽ có hai trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình. Đầu tiên là trận đấu tại vòng bảng AFC Champions League giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ Vũ Hán Tam Chấn của Trung Quốc vào ngày 8 tháng 11. Sau đó là trận đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2026 khi chúng ta tiếp đón đội tuyển Iraq vào ngày 21 tháng 11. Ban quản lý sân Mỹ Đình đang làm việc nghiêm túc và tích cực để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hai trận đấu sắp tới.